Thì khi mà xác định các cái xác suất đó các bạn, thì một trong những cái mà các bạn nên quan tâm đó là cái sự độc lập của các cái biến cố. Là có hai cái biến cố gọi là độc lập nhau. Lập nhau nghĩa là cái sự xuất hiện của một cái biến cố bên rồi đó, nó không ảnh hưởng đến cái khả năng, cái xác suất mà xuất hiện một cái biến cố A nào đó. Trong trường hợp đó thì chúng ta nói A và B là hai cái biến cố độc lập nhau. Một cách hình thức, hai cái biến cố được gọi là độc lập nếu một trong những cái điều sau đây phạm mạng. Là một bên đó là chúng ta có cái xác suất của A, còn một bên là xác suất của A nhưng mà chúng ta đã biết cái B này xảy ra rồi. Còn bên này thì chúng ta không biết gì về B, thì nó bằng nhau các bạn, nó bằng nhau. Có nghĩa rằng là B xuất hiện hay không thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái xác suất của A. Thì trong trường hợp đó chúng ta gọi A, B là hai cái biến cố độc lập. Tương tự thì các bạn có thể xem là xác suất của B khi trước biết trước A nó cũng bằng với xác suất của B. Các bạn còn nhớ cái xác suất có điều kiện. Xác suất có điều kiện của A khi biết B nó chính là xác suất của A do B chia cho cái xác suất của B. Các bạn thấy rằng là khi nó là B nó là cái biến cố hiếm. Biến cố hiếm có nghĩa là cái khả năng xảy ra của nó gần như là bằng không, hoặc mà không xảy ra luôn đó thì cái xác suất nó sẽ bằng không. Thì cái phép chia đó các bạn phải cẩn thận, tại cái phép chia này nó sẽ không có nghĩa. Do đó một cái định nghĩa mà tốt hơn thì nếu cái này mà nó bằng xác suất của A nhân cho xác suất của B thì hai cái biến cố là độc lập. Thì cái định nghĩa này thường là cái định nghĩa chuẩn. Khi A và B độc lập thì cái sự xuất hiện đồng thời của A lẫn B đó nó có thể xem như là cái sự xuất hiện của A nhân cho cái sự xuất hiện của B. Ở đây chúng ta gọi A phải là cái biến cố bù của A, và tương tự các bạn có B phải là cái biến cố bù của B. Thì khi AB là độc lập thì những cái phần bù của nó cũng độc lập của bạn. Lấy một cái ví dụ ở đây. Cái biến cố A là 20% sinh viên là left-handed, cái B là 5% là earning và 1% là cả hai. Các bạn sẽ xem thử là cái L và cái A nó có độc lập hay không. Thì các bạn sẽ kiểm tra công thức số 2. Xác suất của left bằng 0.2, xác suất của A bằng 0.05. 1% là cả hai, nó nghĩa rằng là gì ta? Xác suất của L và A là 0.1. Ok. Nhân nhau nó có bằng thì các bạn kết luận nó là độc lập. Bây giờ mình tung hai cái đồng xu. A là cái biến cố nhiều nhất là một cái hết. B là cái biến cố một cái hết và một cái sao. Bây giờ câu hỏi đặt ra là A và B có là cái độc lập hay không? Cái không gian mẫu trong cái trường hợp này phải là hết hết phải hết sao? Sao hết sao sao được không? Nhiều nhất một hết đúng rồi mày. Rồi cái biến cố B màu đỏ nó là gì nhỉ? Một hết một sao. Ok. Xác suất của A vẫn là 3/4. Xác suất của A khi biết B, khi biết B có nghĩa là B xảy ra rồi các bạn nhé. B xảy ra rồi có nghĩa là một hết và một sao rồi. Thì khi B xảy ra rồi thì cái xác suất của A khi biết B bằng mấy? Nhiều nhất là 1/1 hết thì cái nào trả được các bạn? Nhiều nhất là 1/1 hết thì không hết cũng được, một hết cũng được, được không ta? Cái nào nó cũng là nó xảy ra thôi. Nhưng mà khi cái phần màu đỏ nó xảy ra rồi á các bạn, cái sự kiện này là cái sự kiện chắc chắn các bạn ăn bằng một nha. Xác suất của A khi biết B là bằng một. Xác suất của B nó là 2/4, tức là nó là mấy? 1/2 đúng rồi, là cái này là 2/3 đúng rồi. Xác suất của A giao B thì nó chính là bằng xác suất của B. Xác suất của B là 1/2. Xác suất của B khi biết A là 2/3. Hai cái thằng đó khác nhau, nó là độc lập các bạn. Có một cái mặt, cái mặt này nó được operate có nghĩa rằng là gì? Từ cái bên A này nó qua bên B. Chỉ cần có một cái đường đi thông qua là được. Ở đây là cái device A này, cái thiết bị A. Dưới này là các bạn có cái thiết bị B. Cái khả năng mà cái thằng A này ok là 0,95, được không? Cái khả năng của cái thằng B là cũng 0,95. Bây giờ người ta hỏi là cái xác suất mà cái mặt này nó được operate có nghĩa rằng là gì? Cái xác suất mà các bạn có thể đi từ left tới right là bằng bao nhiêu? Success là 0,95, vậy là nó fail là 0,05. Những cái thiết bị này nó fail độc lập nhau, nghĩa rằng là gì? Cái thằng này fail thì nó không ảnh hưởng đến cái fail của thằng này.
chúng ta gọi A là cái biến cố mà nó được cái divide A nó được tổ chức, thì cái A mà fail á thì chúng ta gọi nó là A bù, đúng không? À, phải vì phải là hai cái biến cố độc lập, đúng không? Các bạn phải đi tính cái xác suất A hợp B, A cũng được qua đường B cũng được. Các bạn dùng quy tắc bù một trừ trực xác suất của thằng bù. Theo luật đời một găng, bù của A hợp B là nó là cái phần ngoài này, này. Bù của A giao với bù của B. Vậy là theo một thì hai thằng độc lập cho nó xác suất của tích sẽ bằng xác suất của A bù nhân cho xác suất của B bù. Cái B A phẩy này nè, ta tức là cái A phẩy nó fail đó. Vậy là 0.05. Ok. Cái B tương tự. Chỗ này chúng ta tính cụ thể ra thì nó là 9975. Chúng ta pass qua cái mặt này là 99.75% các bạn nha. Cái khả năng rất cao. Cái thằng này nó đã 0.95 rồi, cái thằng này nó 0.95 nữa. Bây giờ một trong hai thằng này nữa thì cái xác suất nó càng cao lên, nó gần như là chắc chắn luôn. Một cái nhà máy sản xuất ra 850 sản phẩm á, thì thường là 50 cái là nó không ok. A là cái sự kiện, cái phần thứ nhất á là nó defective. B là cái sự kiện, cái phần thứ hai nó là defective. Bây giờ người ta hỏi rằng là gì? AB có độc lập không? Các bạn vẽ cái sơ đồ cây ra ha. Cái khả năng defective của cái lần thứ nhất đó các bạn nha. Cái khả năng không defective của cái lần thứ nhất á nó sẽ là 50/850. Bây giờ tới cái phần thứ hai mình được defective, cái phần thứ hai là xác suất có điều kiện, xác suất có điều kiện. Các bạn lấy ra một cái thằng defective rồi, đúng không? Thì bây giờ cái khả năng defective nó là bao nhiêu các bạn? Để lấy mẫu này là lấy mẫu không hoàn lại, lấy một thằng defective rồi thì nó còn 799. Thì trên cái số còn lại là 849. Vậy là cái chỗ này là 799 chia cho 849 được chưa? Lần thứ hai defective, khi biết lần đầu là defective. Còn cái dưới này nó chính là tổng của hai phần đó đó các bạn. Cái chỗ này sai nè. Cái chỗ này sai. Cái chỗ đó phải là bao nhiêu? Chỗ đó phải là 800 chia cho 849, đúng rồi. Cái này là đang là đếm mà phải không? Đếm thì còn nguyên lại là còn nguyên 800 mà. Mình nghĩ rằng là hai cái sự kiện này là không độc lập chứ, là phụ thuộc nhau á. Không độc lập có nghĩa là phụ thuộc á các bạn, phụ thuộc nhau. Bởi vì mình lấy cái không hoàn lại mà. Khi mình lấy không hoàn lại thì khi mình lấy ra mình không bỏ vô lại. Vậy là cái xác suất của cái lần sau nó sẽ không giống như cái lần trước. Được không? Xác suất của lần sau nó sẽ không giống như cái lần trước. Ok. Vậy đó mình nghĩ là hai cái thằng này nó phải là khác nhau. Thông tin các bạn nhân ra thử. Chúng ta rút là ba lá bài từ một cái hộp bài. Cái hộp bài 52 con đó, thì các bạn thấy là nó có 26 cái con đỏ được không? Bây giờ các bạn rút không hoàn lại. Người ta hỏi, chẳng hạn người ta hỏi là cái xác suất cái lần thứ nhất anh rút được con đỏ là nó bằng bao nhiêu, xác suất lần thứ hai anh rút được con đỏ nó là bằng bao nhiêu. Bởi vì 26 con đỏ, 52 con đèn, chỗ này là 26/5, là 25/51. Đó là cái gì, nghĩa là cái gì nhỉ? Để ý cho không lộn nghe. Con hai là con đỏ, con hai là con đỏ nhưng chưa đủ. Cái con đầu, cái con thứ nhất á là phải là con đỏ rồi đúng không ta? Thì cái con hai con đỏ nó mới là cái này được không? Nhưng mà lỡ người ta rút cái con thứ nhất là con đen thì sao? Cái khả năng con đỏ là bao nhiêu nữa các bạn nhỉ? Cái này phải nhân cho 1/2 là cái khả năng của cái lần đầu con nhất là đỏ. Bây giờ cái con nhất là đen á, khả năng cũng là 1/2, 26/51. Còn nguyên 26 con đỏ mà phải không? Ok, 1/2 của 26/51. Chúng ta dùng công thức xác suất toàn phần của lần 3 thì sao các bạn? Lần 3 rút con đỏ khó hơn. Cái này là con thứ 3 đỏ thôi nha. Lần 1, lần 2 gì mình cũng chả cần biết. Lần 1 nha, lần 2 nha, và lần 3 nha. 3 lần đỏ. Còn nhớ công thức xác suất nhân không? Xác suất 3 lần đỏ. Lần thứ 3 24/50 đúng rồi. Là lần thứ nhất đỏ nhân cho xác suất lần thứ hai đỏ, khi biết lần thứ nhất đỏ nhân cho xác suất của lần thứ ba đỏ, khi biết lần thứ nhất và lần thứ hai đỏ. Ok, đó là cái này. Thì bạn Khánh nói đúng là 1/2. Lần thứ hai đỏ khi biết lần một đỏ, tức là nó còn 25 con thôi. Lần thứ ba nó còn 24 con. Vậy là cái xác suất này là xác suất cả ba lần liền đỏ. Nhưng người ta đi hỏi là
xác suất lần thứ ba đỏ thôi các bạn, chứ không phải người ta hỏi. Thì các bạn có thể tách ra, có thể tách ra giống cái trò hồi nãy không? Ừ, đúng rồi. Khi giải những cái bài toán kiểu như vậy, người ta hỏi cả ba lần đỏ, tức là người ta hỏi xác suất bằng phần, thì các bạn phải thử nghiệm với cái thông tin ở lần trước. Đó là đỏ, đỏ đen đỏ, đen là đỏ và đen đen đỏ. Lần ba đỏ khi biết hai lần đầu là đỏ, lần ba đỏ khi biết lần đầu là đỏ đen, lần ba đỏ khi biết hai lần đầu là đen đỏ, và lần ba đỏ khi biết hai lần đầu là đen đen. Các bạn tách thành cái hệ rồi, cái này hình như 1/2 hả ta, cái này cũng bằng 1/2, có tranh nhau rút thì nó cũng vậy. À, ba là lần ba đỏ, ta tính xác suất này, lần ba đỏ khi biết đỏ đỏ lắm nhỉ, tức là 1/2. Lần ba đỏ khi biết lần một đỏ và lần hai đen. Ok. Lần ba đỏ khi biết lần một đen và lần hai đen. Vậy là chúng ta sẽ cộng lại chưa các bạn? Mình cảm giác mình thiếu thiếu cái gì? À, chỗ này phải nhân trước khi cộng. Nhân với A3 khi biết A1, A2. Nhân với gì các bạn? Công thức xác suất toàn phần. À, đây là 4 phần đó. Nhân cho A1, A2. A1, A2 các bạn có rồi. Hình như đó là cái phần này đúng. Bây giờ lần thứ 3 rút ra đỏ khi biết hai lần đỏ. 24/50, tức là rút ra hai đỏ rồi. Vậy là 24/50 nhân cho 1/2 nhân với 25/51. Đó là cái phần đầu tiên các bạn. Tương tự như vậy, các bạn tính được chỗ này và các bạn tính được chỗ này. Các bạn tính được cái chỗ này và các bạn nhân cho cái chỗ này. Ok. Thì chúng ta sẽ có được cái xác suất của A3. Bạn nãy tính là được 1/2. Thì đó không cần phải tranh nhau rút trước hay rút sau gì. Xem thử lần là cái biến cố mà lần thứ nhất rút ra bài đỏ với lần thứ hai rút ra bài đỏ nó có độc lập không. Cái này chỉ là dễ nhầm. Tức là lần thứ nhất rút ra bài đỏ là một nửa, lần thứ hai rút ra bài đỏ là một nửa, lần thứ ba rút ra bài đỏ là 1/2. Những cái này bằng nhau không có nghĩa rằng là những cái biến cố này độc lập các bạn. Xác suất nó có ảnh hưởng chứ mà chúng ta tính cái gì để biết nó độc lập hay không. Xác suất của A2 là bằng 1/2. Được chưa? Xác suất của A2 khi biết A1 là bằng 25/51. Hai cái con số này nó đâu có bằng nhau được các bạn. Hai thằng này khác nhau. Được không? Do đó ở đây chúng ta kết luận là không độc lập. Không độc lập nha nghe. Trong trường hợp mà ba lá bài thì cái câu chuyện nó sẽ phức tạp hơn. Nó phức tạp hơn không có nghĩa là chúng ta không có cách các bạn. Khi người ta quan sát thì người ta thấy rằng là gì? Những cái chuyện kiểu kiểu như thế này. Mà khi chúng ta xét không những là ba mà chúng ta xét nhiều lần này thì người ta sẽ tìm ra được một số cái công thức. Nó có khác là người ta biết được là gì, nó sẽ thuộc cái phân bố xác suất nào. Khi biết cái hàm phân bố xác suất của nó thì chúng ta có thể sẽ tính được cái xác suất. Thì trong cái phần tiếp theo, trong cái phần chính hôm nay là chúng ta sẽ xem thử là những cái phân bố xác suất gì hay xảy ra. Thì khi các bạn biết được một số cái phân bố xác suất đó các bạn, các bạn gặp những cái bài toán tính xác suất đó, thì nếu các bạn biết như này, các bạn sẽ nhận ra nó là ở trong cái phân bố xác suất nào. Và các bạn sẽ áp dụng cái công thức tương ứng đối với cái phân bố xác suất đó để các bạn tính ra được cái xác suất. Ở đây hồi nãy giờ chúng ta tính ở đây là tương đối là dựa vào cái định nghĩa, rồi dựa vào cái công thức này, cơ bản này, công thức khác. Cái tính toán của chúng ta nó còn mang cái tính thủ công. Nếu các bạn biết được cái vấn đề của chúng ta, cái event mà chúng ta cần tính nó thuộc về cái phân bố xác suất nào, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể sử dụng cái công thức tương ứng, đặc biệt cho những cái trường hợp mà nhiều cái phép thử xảy ra.